Những chiếc trực thăng thuộc quân chủng phòng không không quân mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Điện Biên Phủ. 21 loạt pháo rền vang trên nền quốc thiều. Bốn mươi khối diệu bình diệu hành đã làm cho ngày đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thật sinh động hào hùng. Qua đó càng nhân lên niềm tự hào trong mỗi người dân Việt Nam về mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 7 tháng 5 kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thì rất là nhiều bà con nhân dân rồi là các khối diễu binh diễu hành đã có sự chuẩn bị từ rất sớm cho ngày đại lễ này và tất cả mọi người đều mang trong mình niềm tự hào về Điện Biên Phủ. Chính hãng là một Điện Biên, bên vành hoa đỏ, lên thiên sử vàng. Từ rất sớm, trên khắp các ngã đường hướng về sân vận động tỉnh Điện Biên, nơi diễn ra đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đã chật kín người xếp hàng hai bên đường để đón chờ đoàn diễu binh diễu hành đi qua. Những khẩu hiệu được từng tốt quân và dân hô vang trong niềm tự hào như Hồ Chí Minh muôn năm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp muôn năm và Tôi yêu Việt Nam hay Tự hào Việt Nam, Tự hào Điện Biên Phủ. Các lực lượng vũ trang và bà con nhân dân đã ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày lễ trọng đại của đất nước. Ngoài nhân dân tỉnh Điện Biên, còn có rất nhiều bà con các dân tộc, du khách trong và ngoài nước đã đến Điện Biên Phủ vui trong ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng. Mọi người gắn kết hơn và nhân lên niềm tự hào về Điện Biên Phủ, tự hào đều là dân tộc Việt Nam, một dân tộc kiên cường được cả thế giới khâm phục. Tôi đây là người dân tộc Giao Tuyển, tôi là đến từ Lào Cai. Thì đến Điện Biên hôm nay là ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thì tôi là người dân tộc, tôi đến đây thì tôi rất yêu đất nước Việt Nam mình. Thực sự là em cũng rất là vui ạ và em đã chuẩn bị rất là sớm rồi ạ. Em thấy mọi người đi rất là đông và náo nức. Và hôm nay là em chọn bộ trang phục truyền thống của người dân tộc Thái ạ. Vậy tại vì là bộ trang phục này là mang cái nét đặc trưng của Điện Biên mình ạ. Và em cảm thấy rất là vui, rất là tự hào. Bên cạnh niềm vui, sự phấn khởi, tràn đầy niềm tự hào của nhân dân tỉnh Điện Biên và du khách bốn phương, cùng với đây tụ họp vui trong ngày kỷ niệm chiến thắng. Mỗi cán bộ chiến sĩ thuộc các khối lực lượng vũ trang được thực hiện nhiệm vụ diễu binh trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là một vinh dự, trách nhiệm lớn lao. Đây là lần đầu tiên mà tôi được đặt chân lên mảnh đất Điện Biên Phủ, thì tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào vì ông nội mình đã góp một phần máu thịt ở mảnh đất lịch sử anh hùng Điện Biên. Trong thời gian luyện tập 3 tháng để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thì bản thân tôi và các đồng chí đồng đội trong khối của sĩ quan hải quân thì các đồng chí luôn nỗ lực và luyện tập hết sức nghiêm túc và anh em tinh thần lúc nào cũng gọi là trên 100% sức lực của mình. Khi chúng tôi hành quân cơ động từ Hà Nội lên trên Điện Biên này, qua những cái đèo dốc cao thì chúng tôi mới cảm nhận được phần nào là ngày xưa ông cha ta đã vượt qua những cái khó khăn, những cái gian khổ, những con dốc lớn và đã đưa được lương thực và đạn dược vào chiến trường. Và từ đó mà đã có những câu hát, câu hò, câu thơ rất là hay như là dốc pha đin chị gánh anh thổ, đèo núng nô anh hò chị hát. Dù bom đạn xương nam thì nát cũng không sờn lòng, không tiếc tuổi xuân. Các lực lượng, bà con nhân dân, du khách đã chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ và đón xem các hoạt động của ngày đại lễ từ rất sớm. Thế nhưng trong thời khắc gần diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trời mưa. Bên trong khán đài diễn ra phần lễ trang nghiêm với sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cựu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, đại diện các tầng lớp nhân dân và các vị khách quốc tế. Bên ngoài khán đài, các lực lượng diễu binh diễu hành vẫn luôn chuẩn bị tâm thế, quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mưa đã làm cho tất cả mọi người thêm nhớ về những khó khăn gian khổ của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, với những ngày mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non. Thưa quý vị,
lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thì đã được diễn ra ở trong mưa, và mưa thì ngày càng nặng hạt hơn. Thế nhưng không phải vì vậy mà các khối diễu binh, diễu hành giảm sự quyết tâm, mà mỗi người trong họ đều có quyết tâm cao hơn, và tôi gọi đó chính là tinh thần Điện Biên Phủ. Mặc dù thời tiết ở Điện Biên hiện tại diễn ra buổi lễ bây giờ là đang thời tiết mưa cũng không ủng hộ, nhưng mà với tinh thần quyết tâm cao thì chúng tôi cũng đã sẽ khắc phục mọi cái điều kiện thời tiết để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Với tinh thần quyết tâm cao như vậy, dường như ông trời cũng phải cảm phục mà ngớt mưa, dần nhường cho sự hào hùng của khối diễu binh diễu hành. Trong đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, diễu binh diễu hành là điểm nhấn quan trọng nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ. Tham gia diễu binh diễu hành có 4 lực lượng, tổng các lực lượng hơn 12.000 người. Trong đó, điểm nhấn của diễu binh diễu hành đó là có sự tham gia của lực lượng pháo lễ gồm 15 khẩu lựu pháo 105 ly, bắn 21 loạt trên nền bài hát quốc ca, và 11 máy bay trực thăng của lực lượng không quân mang theo cờ đảng, cờ tổ quốc bay qua khán đài. Khối diễu binh gồm 4 khối nghi trượng, 24 khối quân đội, dân quân tự vệ, công an và 9 khối diễu hành, gồm khối cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, tri thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc và cuối cùng phần trình diễn của khối nghệ thuật. Hôm nay là ngày đặc biệt ở Việt Nam. Tôi biết chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng Võ Nguyên Giáp và Bác Hồ đang Pháp. Hôm nay đến đây tôi cảm thấy rất là vinh dự, phấn khởi vì được hòa mình vào với không khí chiến thắng 75 Điện Biên Phủ. Với bản thân tôi thì tôi luôn cố gắng là một công dân gương mẫu, làm thật nhiều việc tốt, đóng góp cho mảnh đất Điện Biên anh hùng lịch sử. Mong bà con nơi đây là thoát được cảnh đói cảnh nghèo bằng những cái chương trình thiện nguyện của chúng tôi ạ. Chiến dịch Điện Biên Phủ là mốc son bằng vàng của dân tộc Việt Nam. Đó là chiến thắng của sức mạnh đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo tài tình của Bác Hồ và trực tiếp là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là ngày chiến thắng của 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn. Dốc Pha Đin trị gánh anh thổ. Là chiến thắng bi hùng của anh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, anh Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo, anh Bế Văn Đàn lấy vai làm giá súng, anh Trần Can hiên ngang dẫn tiểu đội cắm lá cờ trên lô cốt Him Lam, và hàng nghìn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh cho hòa bình tự do của dân tộc. Hôm nay, ngày vui chiến thắng Điện Biên Phủ sau 70 năm, những chiến sĩ Điện Biên năm nào đã không còn nhiều. Người có thể thăm lại chiến trường xưa sao tránh khỏi những bồi hồi xúc động. Hôm nay tôi lên đây dự kỷ niệm thấy là vui, nhưng mà lại nhớ ông Bác Hồ, Bác Giáp và các chiến sĩ cũng chiến đấu đó. Ông xúc động lắm. Cho nên tuy yêu đi khó, nhưng mà lên dự đời là vinh dự. Ngày chiến thắng sau 70 năm trên chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa thật hào hùng, với loạt pháo trên nền quốc hiệu. Không quân mang cờ đảng, cờ tổ quốc bay trên bầu trời. Các lực lượng diễu binh diễu hành trên các tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng của chiến dịch Điện Biên Phủ. Mỗi công dân Việt Nam đều trào dâng niềm tự hào Điện Biên Phủ, tự hào Việt Nam. Sự hào hùng của ngày đại lễ hôm nay nhấn mạnh một lần nữa tầm vóc, ý nghĩa, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ. Sự hào hùng từ ngày đại lễ kỷ niệm nhìn nhận lên sức mạnh đại đoàn kết để dân tộc Việt Nam đồng lòng xây dựng, bảo vệ đất nước hôm nay và mai sau.